Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ giúp quý vị biết được tổng quát vận mệnh của mình trong năm như thế nào. Mỗi lượt Tết đến xuân về, việc xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là việc làm hết sức cần thiết, sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những biến cố sắp xảy ra trong năm nay. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho bạn không thể bỏ qua phần luận giải vận mệnh, vận hạn trong tử vi cho tuổi Bính Ngọ. Xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ năm nay là một trong những năm khá là tốt đối với người tuổi Bính Ngọ. Về công danh sự nghiệp có những bước đột phá nhất định. Hơn nữa, năm nay tuổi Bính Ngọ được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý. Về tổng quan, năm nay là một năm khá là ổn định về tài chính của quý vị. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ hao tốn về sức khỏe một chút, nhưng mọi việc đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Bính Ngọ, mời quý vị cùng theo dõi. Mệnh chủ nữ mạng tuổi Bính Ngọ cầm tinh con ngựa, có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến ngày 8 tháng 2 năm 1967 dương lịch. Giải nghĩa thiên can và địa chi, tuổi Bính Ngọ mang ý nghĩa là hành lộ chi mã, tức là ngựa chạy trên đường. Mệnh chủ tuổi 1966 mệnh thủy, thiên hà thủy nghĩa là nước trên trời. Năm Giáp Thìn 2024 mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm. Thiên can Bính tương sinh với thiên can Giáp, địa chi Thìn bình hòa với địa chi Ngọ, như vậy là rất tốt. Trong năm 2024 này, nữ mạng Bính Ngọ có cuộc sống về hưu nhiều thuận lợi hơn so với năm cũ. Đa số đang tận hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Một số đang kinh doanh hay vẫn lao động, nếu tính toán cẩn thận, giữ uy tín thì công việc thuận buồm xuôi gió. Vận trình tử vi nữ mạng tuổi Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn cũng có một số thử thách nhất định. Lời khuyên cho mệnh chủ là sống và làm việc theo chuẩn mực, khuôn khổ kỷ luật thì sẽ đạt được thành công. Biết đủ là hài lòng với những gì mình đang có, trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống thì sẽ được an nhiên, thảnh thơi. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 nữ mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp, năm Giáp Thìn 2024 này, nữ mạng tuổi Ngọ sẽ nắm chắc được những cơ hội trong công việc của bản thân. Cuộc đời mệnh chủ từ trẻ về già đã luôn có kế hoạch rõ ràng, gặp vấn đề gì cũng đầu tư thời gian, công sức giải quyết nên gặt hái được nhiều thành tựu. Đôi lúc, công việc sẽ gặp một số trục trặc nhất định, nhưng với tính cách kiên cường thì việc gì bản mệnh cũng giải quyết được. Là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên quý bạn được nhiều người chia sẻ, báo đáp ân nghĩa. Hậu vận vì thế được bình an và tốt đẹp. Về phương diện tài chính, trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Bính Ngọ vẫn có sự tiến triển về thu nhập. Nếu biết giữ gìn thành quả lao động thì vẫn có thêm phần tích lũy. Ở độ tuổi 59, quý mệnh chủ đã sở hữu một khối tài sản đủ để an hưởng lúc về già. Nữ mệnh còn được người thân, con cái biếu tặng tài lộc để tri ân. Khi biết kiểm soát hợp lý quỹ tài chính, đồng tiền sẽ giúp đem lại hạnh phúc và an nhàn cho nữ mệnh chủ. Về phương diện tình duyên, gia đạo, trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng tuổi Bính Ngọ tốt đẹp, trên kính dưới nhường. Để không khí trong gia đình thêm gắn kết, mệnh chủ có thể tổ chức những buổi sum họp, đi chơi vui vẻ và thư giãn, đưa mọi người lại gần nhau hơn. Trong gia đình nhiều thế hệ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, khác biệt về quan điểm sống. Nhưng chung quy lại, gia đình vẫn là mái ấm, là nơi trở về của mỗi người. Gia đình càng hòa thuận thì con cháu đời sau càng phát triển, thành đạt. Vì vậy, trong năm 2024 này, quý mệnh chủ hãy thực hiện tốt vai trò của mình là người kết nối yêu thương giữa các thành viên. Về phương diện sức khỏe, bước sang tuổi 59, mệnh chủ nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề sức khỏe. Để tăng cường sức đề kháng và phòng trừ bệnh tật, mệnh chủ nên duy trì lối sống lành mạnh và tinh thần lạc quan tích cực. Quý bạn có thể học hỏi những cách thức chăm sóc sức khỏe tốt nhất phù hợp với mình. Thường xuyên tập luyện thể dục, bổ sung chế độ ăn uống cân đối dinh dưỡng, ăn đồ thanh đạm sẽ giúp sức khỏe của bản thân được nâng cao. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ nhật quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật quang pháp bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp.
Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nếu mạng tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh? Trong năm 2024, quý mệnh chủ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, sao này chủ về công danh sự nghiệp. Nếu mạng tuổi Bính Ngọ đa số đã về hưu, gác lại công việc ngoài xã hội thì sẽ có cuộc sống bình an. Đối với những người vẫn đang công tác, lao động thì nên chú ý cẩn thận và giữ vững uy tín của bản thân. Cổ nhân xưa có câu, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn của họa, bởi vậy lúc nào cũng phải bình tĩnh suy xét. Khi hành sự mà biết giữ hài hòa với mọi người, mọi việc thì sẽ không làm tổn hại đến mình cũng như người khác. Chỉ cần biết gia tăng phúc báu, mệnh chủ sẽ giải trừ được những tai họa đến với mình. Vận hạn nữ mạng tuổi Bính Ngọ 1966 trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm Giáp Thìn này, mệnh chủ gặp hạn Thiên La. Vận hạn này chủ về sức khỏe và tinh thần. Do đó, mệnh chủ trong năm nay nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và khí huyết tốt nhất. Để giảm trừ vận hạn, bản mệnh nên chú ý tu dưỡng lời nói để tránh được thị phi. Dùng lời nói khéo léo, khôn ngoan và chân thành thì có thể vừa tu hành, vừa tạo phúc giúp người, tích lũy phú quý. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của nữ mạng tuổi Bính Ngọ trong năm 2024 là Thố Lộng Nguyệt, nghĩa là mèo chơi trăng. Vận niên này mang lại cho mệnh chủ cuộc sống vui vẻ, thành công và hạnh phúc. Trong năm này nếu bản mệnh giữ cho tâm trạng tích cực, không suy nghĩ nhiều thì sẽ ngủ ngon giấc, không lo âu. Tâm tính ôn hòa thì mối quan hệ gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc. Vợ chồng quan tâm, cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm tuổi già. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Thổ Tú và hạn Thiên La, nữ mạng tuổi Bính Ngọ nên làm nhiều việc thiện, biết yêu thương và bao dung cho người khác. Cho đi mà không yêu cầu nhận lại thì cuộc sống sẽ luôn nhẹ nhàng, phúc báu tăng trưởng dồi dào. Ngoài ra, quý mệnh chủ có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm. Nghi thức này được thực hiện tại gia hoặc tại chùa gần nhà. Lễ vật chuẩn bị tùy tâm, thể hiện được lòng thành kính và cầu nguyện hóa giải khó khăn, gặp nhiều may mắn. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Lộc Tài về tử vi của tuổi Bính Ngọ. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Ngọ. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vượt bước hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.